Vâng, con Lê Thanh Minh Tùng xin kính chào mọi người. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 10 năm 2020. Con Lê Thanh Minh Tùng xin gửi đến mọi người một cái clip nói về cái buổi lễ trung thu của gia đình ông Lê Tùng Vân. Thì vừa qua là Minh Tùng có bận một số việc đúng vào dịp cái lễ, đúng vào ngay cái dịp lễ trung thu, thì Minh Tùng có xem lướt qua và sơ qua cái clip làm lễ trung thu trong gia đình ông Lê Tùng Vân. Thì Minh Tùng có nói là Minh Tùng sẽ làm một cái clip mổ xẻ cái vấn đề trong cái clip làm lễ trung thu của ông Lê Tùng Vân. Thì mổ xẻ như thế nào? Sau đây con Lê Thanh Minh Tùng xin được phép mổ xẻ cái vấn đề của ông Lê Tùng Vân như sau. Như chúng ta cũng thấy rõ là ở trong cái một cái cuộc chiến chống lại những cái điều xấu xa, thì luôn luôn có hai phe. Một phe gọi là phe chính nghĩa, một phe thì gọi là phe tà đạo. Thì chỉ cần một cái clip của ông Lê, của cái gia đình Lê Tùng Vân đăng ra ngoài, thì sẽ có hai cái khía cạnh nhìn nhận vào cái clip đó. Thì ở cái khía cạnh bên tà đạo thì họ sẽ cho rằng là ông Lê Tùng Vân làm cái clip trên là để chứng minh ông Lê Tùng Vân là vô tội. Những người xã hội, những người cộng đồng mạng, trong đó đặc biệt là có Minh Tùng, là chứng minh cho Minh Tùng cũng như là tất cả các bậc cộng đồng mạng xã hội này nọ là đang vu khống cho ông Lê Tùng Vân, đang lăng mạ sỉ nhục gia đình ông Lê Tùng Vân. Ông Lê Tùng Vân làm cái clip trung thu đó giống như là chứng minh ông Lê Tùng Vân không có chuyện gì xảy ra trong gia đình của ông Lê Tùng Vân, và ông Lê Tùng Vân vẫn sống vui vẻ, vẫn sum họp gia đình bình thường. Thì đó là chúng ta nhìn theo cái khía cạnh của tà đạo. Còn chúng ta nhìn về cái khía cạnh của những người chính nghĩa, những người mà đứng ra vạch mặt ông Lê Tùng Vân, thì cái khía cạnh nhìn về theo hướng chính nghĩa thì ông Lê Tùng Vân làm cái clip đăng đàn, làm cái buổi lễ trung thu sum họp gia đình. Thì với cái khía cạnh nhìn như vậy thì ông Lê Tùng Vân làm cái clip đó là ý nghĩa là muốn thách thức dư luận, thách thức xã hội, thách thức cơ quan chính quyền, thách thức các ban ngành sở tại của nước Việt Nam. Như vậy là chúng ta sẽ nhìn hai cái khía cạnh. Khía cạnh tà đạo là như đã nói là sẽ là ông Lê Tùng Vân muốn chứng minh ông Tùng Vân vô tội. Những người mà đang nói về gia đình ông Lê Tùng Vân là đang sỉ nhục, vu khống, lăng mạ ông Lê Tùng Vân. Còn nhìn về phía cạnh, cái khía cạnh mà chính nghĩa thì ông Lê Tùng Vân đang thách thức dư luận, thách thức xã hội, thách thức tất cả mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói thêm ở đây thôi, phụ họa thôi thưa mọi người. Thì tất cả mọi người cũng đã hiểu hết rồi, Minh Tùng nói đi nói lại cũng có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà Minh Tùng cũng sẽ gán nói thêm. Là thì mọi người ai có thời gian rảnh hoặc muốn xem thì mình vẫn có thể ngồi nghe lại. Ở đây chúng ta sẽ mổ xẻ những cái tấm hình mà Minh Tùng cắt từ cái clip làm lễ trung thu của ông Lê Tùng Vân. Đầu tiên chúng ta sẽ mổ xẻ cái tấm hình này trước. Thì cái tấm hình này chúng ta có 6 em. Đây, 1 em, 2 em, 3 em, 4 em, 5 em và 6 em. Tất cả 6 em này đều có cha mẹ ruột, đều có ông ngoại, ông nội, bà nội, bà ngoại. Tất cả các em này là những người anh em ruột thịt
là những người, là những bé này là có cha mẹ tất cả hết, không có ai là trẻ em cơ nhở. Còn đây là cái cô này là cô Vòng Kim Sơn, thì vừa qua chúng ta cũng thấy rõ là cô này có nói là ở trên cái phóng sự thì cô này có nói là cô có con ruột sinh ra tại đây và cô cũng sinh sống chung với con ruột của cô tại đây, nhưng mà vì một cái lý do không tiện nói ra cho nên cô không cho con ruột của cô kêu cô bằng mẹ. Thì ở đây chúng ta thấy là cô này, sáu bé này là có một số em là con ruột của cô này, một em hay hai em gì đó trong sáu em này là con ruột của cô này, và cô này là đang ở chung với con ruột của cô này tại đây luôn, nhưng mà cô này không cho con ruột của cô kêu bằng mẹ. Thì chúng ta thấy tất cả là đều có cha mẹ ruột hết, điều quan hệ huyết thống anh em ruột. Ở đây Minh Tùng nói cái điều này thì nó hơi dư giả, bởi vì các báo chí, nhà đài và thông tấn thông tin xã hội đều có đưa kết quả rõ ràng là tất cả những em bé ở đây sống tại đây đều có cha mẹ ruột thịt, quan hệ huyết thống. Thì tại sao Minh Tùng hôm nay lại nói như vậy? Chút xíu nữa chúng ta sẽ hiểu tại sao Minh Tùng nói lại, nói đi nói lại vấn đề này. Chúng ta sẽ tiếp cái hình thứ hai. Cũng với hình thứ hai chúng ta cắt từ một cái góc nhìn khác. Thì tại đây chúng ta cũng có bốn em. Thì nãy sáu em thì cái góc này rộng hơn nè. Bốn em thì ở đây cũng có hai người. Đây là Nhất Tuệ và đây là Hoàng Nguyên. Hai người này là anh em ruột và là có mẹ ruột, cha ruột sống tại Thiền Âm bên bờ vũ trụ. Tất cả đều có quan hệ huyết thống hết. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cái hình ảnh này. Hình ảnh này chúng ta có tất cả là 6 người, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì bây giờ chúng ta ở đây là, mọi người thông cảm cái màn hình Minh Tùng hơi mờ. Ở đây thì chúng ta ngồi đây có cô Quyền Trang và đây là Quyền Trân và ba cô nữa khác. Rồi có bé Nga, thì đây là con ông Lê, con ruột của ông Lê Tùng Vân. Rồi những cô này là vợ sao, vợ lớn, vợ bé, vợ mọn, vợ nhỏ của ông Lê Tùng Vân. Đó, ngồi đây. Chúng ta chỉ nói sơ thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục phân tích cái hình ảnh này. Ở đây chúng ta cũng có cô Sưng nè, cô Hương nè, cô Đài và một em là em Lê Thanh Minh Tú. Thì cô Đài đây là bà Cao Thị Cúc, là vợ của ông Lê Tùng Vân và là mẹ ruột của Quyền Trang và Trùng Dương. Cô Hương mình không nói vì cô Hương mình không có nghiên cứu nhiều về cô Hương. Kế tiếp là cô Sưng. Thì cô Sưng này rất là đáng thương, thưa mọi người. Đáng thương như thế nào chút xíu Minh Tùng sẽ nói. Và đây là bé Nga. Bé Nga này như thế nào chút xíu Minh Tùng cũng sẽ nói tiếp. Như vậy ở đây chúng ta nhìn vào, tất cả những người này đều cạo đầu chọc và mặc áo lam. Các bé này cũng đều cạo đầu chọc và mặc áo lam. Thì như vậy là cái chuyện mà các bé cạo đầu chọc, mặc áo lam là cái quyền tự do của các bé, cái quyền tự do của các anh chị, các em sống trong Thiền Âm bên bờ vũ trụ. Đó là cái quyền tự do tín ngưỡng, cái quyền tự do tôn giáo. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, tất cả những người này đều có quan hệ huyết thống ruột thịt, đều có cha mẹ, anh em, ông bà ngoại, nội ngoại, có đầy đủ hết, không có ai mồ côi hết. Tất cả những người này không một ai mồ côi. Họ có quyền bằng áo lam, họ có quyền gõ mõ tụng kinh, đó là quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của họ thôi. Đó, tất cả những người này. Bây giờ mình sẽ mổ xẻ cái hình ảnh này. Thì nãy mình đã nói cô Đài rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ nói đến cô Sưng. Tại sao mình nói cô Sưng?
Cô Sưng là một người rất là đáng thương, bởi vì cô Sưng, các bạn nhìn thấy mái tóc cô Sưng cũng đã bạc trắng và cô Sưng cũng đã già. Nhưng mà đến nay cô Sưng vẫn còn phải bưng cơm, bưng nước cho Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên ăn uống, phải phục vụ Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên. Thì tại sao như vậy? Thì cái một cái lý do rất đơn giản là ông Lê Tùng Vân nói rằng Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên là con của Phật, con của tiên, con của rồng. Thì phục vụ Lê Thanh Hoàng Nguyên hay Lê Thanh Nhất Nguyên là cái giống như phục vụ ông Phật, là mau chóng thành Phật. Cho nên cô Sưng đến nay là hồi tuổi trẻ thì cô Sưng phải hầu hạ phục vụ ông Lê Tùng Vân. Thì bây giờ đến cái tuổi già, cô Sưng lại tiếp tục nói tiếp phục vụ cho Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên. Thật sự mà nói là cô Sưng này rất là đáng thương. Và kế cô Sưng là bé Nga. Thì bé Nga này năm mấy 10 năm về trước là ông Lê Tùng Vân là nghi án hiếp dâm bé Nga này. Và còn một cái hiếp dâm một em khác nữa. Nhưng mà cái vấn đề đó thì nó không biết như thế nào. Nó công an, cơ quan điều tra những năm đó họ cũng đã điều tra, nhưng sau đó thì không biết như thế nào. Nhưng với cái bé Nga này nè, thì Chính Minh Tùng chứng kiến và Chính Minh Tùng tặng mắt ngồi nhìn ông Vân nói chuyện và nhìn ông Vân kêu tất cả mọi người họp lại, nói bé Nga này là thầy Quảng Bình hiếp dâm bé Nga. Thì như vậy là cái ngày hôm đó là ông Tùng Vân kêu tất cả mọi người ra để họp, thì ông Tùng Vân mới kêu bé Nga ngồi ở giữa và kể lại từng cái chi tiết. Ông Lê Tùng, ông thầy Quảng Bình cởi quần bé Nga làm như thế nào, rồi tình tự từng chi tiết một. Sau đó ông Lê Tùng Vân còn hỏi là bé Nga có sướng hay không, thì bé Nga trả lời là sướng. Thì ông Lê Tùng Vân mới tiếp tục nói rằng chắc là nó thấy sướng nên nó mới để cho ông thầy Quảng Bình hiếp dâm hoài. Thì cái vấn đề ông thầy Quảng Bình có hiếp dâm bé Nga hay không thì mình không biết. Ông Lê Tùng Vân có hiếp dâm bé Nga hay không mình chẳng biết. Nhưng mà cái sự việc mà lôi bé Nga ra giữa nhà và kêu tất cả mọi người lại họp để kể câu chuyện đó, thì chính Minh Tùng là người ngồi đó nghe. Và Minh Tùng thấy, ở đây chúng ta sẽ tiếp tục phân tích đến cái em bạn áo xanh này. Thì vừa qua có nhiều người comment trên cái Facebook của Minh Tùng cũng như trên cái trang Lật Mặt, tỉnh Lật Mặt gia đình giả sư á, có rất nhiều người hỏi rằng, comment cho Minh Tùng luôn, hỏi rằng tại sao Lê Thanh Minh Tú ngồi ở đây mà Minh Tùng thì không được ngồi ở đây. Thì sẵn đây mình sẽ trả lời câu hỏi đó luôn. Cái bạn mà đặt câu hỏi tại sao Lê Thanh Minh Tú ngồi ở đây mà Minh Tùng không được ngồi ở đây, thì mình hiểu ý bạn đó hỏi. Nhưng mà cái bạn mà hỏi đó, bạn đó biết được bao nhiêu về Lê Thanh Minh Tú? Thì hôm nay mình sẽ mổ xẻ luôn cái vấn đề cũng như là trả lời câu hỏi này luôn. Thì ở trong trại cô Nhi Thánh Đức, cái người mà bị đánh nhiều nhất, xếp hàng đầu là Lê Thanh Minh Tùng. Thì người bị đánh thứ nhì là ai? Chính là Lê Thanh Minh Tú. Thì Minh Tùng bị đánh thứ 10 thì Minh Tú cũng đánh, bị đánh 8 người với Minh Tùng. Thì tại sao Minh Tú bị đánh? Thì cái chuyện nó đã qua nhiều năm, Minh Tùng không muốn nhắc lại. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là trong trại thánh thức cũ là có cô Đài, cô Hương, cô Sưng, cô Hiền và nhiều cô khác, và những người làm năm xưa ở trại thánh thức, ai dám nói rằng Minh Tú không bị đánh? Minh Tú bị đánh rất là nhiều, nhưng mà ít hơn Minh Tùng một chút thôi. Minh Tú cũng từng bị ông Lê Tùng Vân nhấn đầu vô lu nước rất là nhiều lần và trong nhiều năm. Thì cái minh việc Minh Tú bị đánh, nếu mà ai trong cái thiền ngã minh bờ vũ trụ dám đứng ra nói rằng Minh Tú không bị đánh, thì xin mời đứng ra nói. Can đảm thì cứ đứng ra mà nói. Và Minh Tú cũng vậy, nếu Minh Tú can đảm thì cứ đứng lên phát biểu là tôi Lê Thanh Minh Tú
Từ xưa đến giờ chưa từng bị ông Tùng Quang đánh, chưa từng bị ông Tùng Quang chấn nước. Nếu mà Minh Tú cảm thấy mình có đủ sức mạnh, đủ can đảm để đứng lên nói cho mọi người biết Minh Quang cho ông Lê Tùng Vân. Ở đây là cái sự việc Minh Tú bị đánh là còn rất nhiều người chứng kiến và nhiều người thấy. Thì như vậy là sau một thời gian đó, Minh Tú lớn lên, thì Minh Tú bắt đầu đi ra ngoài xã hội. Thì cái việc mà bước ra ngoài xã hội đó, có hòa nhập được với xã hội hay không, có được xã hội chấp nhận hay không là một vấn đề đòi hỏi cái cư xử và cái cách ứng xử trong xã hội. Thì với bản tính của Minh Tú thì Minh Tùng không có nói thêm nhiều gì về cái bản tính Minh Tú. Minh Tùng chỉ nói rất là nhỏ nhẹ đơn giản thôi. Tại sao đồng thời là hai người, Minh Tùng và Minh Tú, thì Minh Tùng ở ngoài xã hội tồn tại được ngoài xã hội. Nhưng Minh Tú thì không tồn tại được ở ngoài xã hội mà phải quay trở về, ngồi chì vào cái ghế trong thiền an bên bờ vũ trụ. Và liên tục binh vực ông Lê Tùng Vân. Ở đây chúng ta nói thêm là ngày xưa Minh Tú từng có một thời gian là bị ông Lê Tùng Vân phát hiện là có cái ý tạo phản. Bởi vì ngay từ nhỏ, cái sự khác biệt của Minh Tú và Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên rất là nhiều. Thí dụ như Minh Tú phải ăn cực khổ, ngủ cái chỗ không có được gọi là sạch sẽ, thì ngược lại Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên, các con ruột ông Lê Tùng Vân thì được ngủ chỗ êm, ăn ngon, mặc đẹp. Trong cái việc làm cũng vậy, Minh Tú phải làm việc nhiều hơn, còn các con ruột của ông Lê Tùng Vân thì làm việc ít hơn. Cái vấn đề phân biệt đối xử giữa con nuôi và con ruột thì có một bạn đã nói lên cái vấn đề này trên cái trang Facebook của bạn đó, thì mọi người chắc cũng biết về cái bạn đó, cũng đã nói rõ về sự phân biệt đối xử giữa con ruột và con nuôi. Thì Minh Tú cũng có thời gian là mâu thuẫn với Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên, là giữa cái mâu thuẫn đó là do cái sự phân biệt đối xử của ông Lê Tùng Vân. Cho nên ông Lê Tùng Vân không có trọng dụng Minh Tú vào cái thời điểm đó. Nói về cái trình độ học thức và hiểu biết thì Minh Tùng và Minh Tú có thể gọi là Minh Tú gọi là ngang nhau. Minh Tú thì bước vào ngưỡng cửa đại học, còn Minh Tùng thì dưới đại học. Nhưng mà Minh Tùng thì là phổ cập. Thì có thể nói là trình độ hai người này gọi là ngang nhau, nhưng mà cái trình độ nhận thức và cái sự hiểu biết thì Minh Tùng và Minh Tú chênh lệch rất là nhiều. Cho nên cái vị trí mà Minh Tú ngồi vào cái thiền am bên bờ vũ trụ của ngày hôm nay là cái bạn đó hỏi vì sao Minh Tú ngồi được, Minh Tùng lại ngồi không được. Thì tôi xin thưa, không phải là Minh Tùng tự cao, Minh Tùng tự khen là Minh Tùng hay, hay là Minh Tùng tự cho rằng Minh Tùng là tài giỏi. Nếu thật sự Minh Tùng còn ở với ông Lê Tùng Vân đến ngày hôm nay, thì cái vị trí mà Minh Tùng ngồi trong thiền am bên bờ vũ trụ của ngày hôm nay không phải là cái vị trí của Minh Tú đang ngồi, mà cái vị trí Minh Tùng ngồi sẽ là cái vị trí của ông Lê Tùng Vân đang ngồi. Bởi vì Minh Tùng rất là khôn lanh, Minh Tùng rất là lanh lợi và rất là khôn khéo trong cư xử, trong ứng xử xã hội. Thì với cái việc đó thôi, Minh Tùng đủ sức để leo vào cái ghế của ông Lê Tùng Vân, Minh Tùng ngồi. Đó, nếu mà Minh Tùng còn sống nha. Minh Tùng còn sống trong gia đình Lê Tùng Vân, còn theo ông Lê Tùng Vân thì cái vị trí Minh Tùng ngồi là phải cái vị trí này nè. Đó, Minh Tùng phải nằm như ông Lê Tùng Vân như nè, chỉ đạo. Cái đó là Minh Tùng nói thật sự như vậy. Như vậy mình sẽ chỉ nói sơ lược qua về cái trả lời cũng như là trả lời câu hỏi mà cái bạn đặt ra câu hỏi đó cho Minh Tùng. Như vậy là chúng ta sẽ tổng kết sơ qua cái clip trung thu của ông Lê Tùng Vân. Bây giờ sống thì phải có những cái lời nói công bằng, phải có những cái sự nhận xét công bằng. Thì Minh Tùng không, tuy là đưa ông Tùng Vân ra ánh sáng, chỉ cái gian dối, cái xảo trá, cái ngụy biện, cái xảo ngôn của ông Lê Tùng Vân. Nhưng Minh Tùng vẫn nãy ông Lê Tùng Vân một chỗ là như thế nào? Là
cái thời đại bây giờ là thời đại 4.0, 5.0, công nghệ tiên tiến. Có những cái buổi lễ Tết hoặc là Trung Thu hoặc là tất niên hay là gì đó, mọi người đều muốn cái gia đình mình được sum vầy đầy đủ. Nhưng mà rất ít được gia đình nào mà được như vậy. Vì khi con cái lớn lên thì có bạn trai, có con riêng, có chồng, có vợ, họ lo cuộc sống riêng của họ. Họ ít có quay về hay là họ không có điều kiện để quay về ngồi chung dưới một cái mái nhà để quay quần bên nhau. Thì với ông Lê Tùng Vân, chúng ta thấy cái điều hay của ổng là ổng gom lại được hết tất cả các cháu ruột, các con ruột, vợ, đó, vợ, con, cháu, dâu, rể, gom hết tất cả về một mái nhà để ăn Tết Trung Thu. Chúng ta cũng thấy ở đây là cái điều này cũng rất là hay. Mặc dù là họ giả sư, họ giả mồ côi, họ lừa đảo xã hội hay cái gì đó, thì vấn đề đó sẽ được như thế nào đó thì cứ để cơ quan chức năng làm việc. Nhưng trước mắt chúng ta thấy, nếu mà nói về một cái gia đình thì thật sự mà nói là ông Lê Tùng Vân hay có cái sức gọi là quản lý, có cái tiếng nói trong gia đình. Chỉ một cái bữa lễ Trung Thu thôi mà con cái, cháu chắc, vợ rồi dâu rồi con rể đồ về đầy đủ hết. Mọi người thấy rất là hay, đúng không mọi người? Một gia đình ba thế hệ gom đủ về hết đó. Mình nói vậy thôi, còn mọi người, người nào mà hiểu cái ý sâu xa của Minh Tùng thì hiểu, còn người nào không hiểu thì đừng có trách móc Minh Tùng sao mà khen ông Lê Tùng Vân nha. Như vậy chúng ta sẽ lướt qua cái vấn đề clip Trung Thu đó, không có gì để nói nhiều hơn. Và đây là cái tấm hình của một người bạn của Lê Nam Minh Tùng đưa lên. Thì ở đây Minh Tùng có hay nhắc đến là trong thời gian qua là chú Vũ Liên Sơn và cô Vũ Liên Nga. Lý do Minh Tùng nhắc đến hai người này là vì hai người này biết rõ Lê Nam Minh Tùng có sống trong trại thánh đức từ nhỏ hay không. Thì đây là chú Vũ Liên Sơn và đây là cô Vũ Liên Nga. Thì xin nói với hai cô chú này, nếu hai cô chú này có nghe ở trên cái clip này, thì hai cô chú này nay chắc cũng lớn tuổi, nhưng mà hai cô chú này có thể ngồi suy nghĩ lại cái năm mà cái người thân của hai cô chú này là cha hay là mẹ gì của hai cô chú này mất á. Thì có một cái em nhỏ nhỏ tuổi, mười mấy tuổi á, cầm cái máy quay phim đến nhà cô Vũ Liên Nga và chú Vũ Liên Sơn để quay cái đám ma. Thì ở đó 3 ngày quay luôn, quay đến quay luôn cái lúc mà đưa cái linh cữu đó đi chôn á, là quay liên tục 3 ngày. Thì đó, nếu mà cô chú này có nghe được clip này thì cái người mà quay phim cái đám ma đó thì chính là Lê Thanh Minh Tùng. Cái chị này hình như là chị Thảo nè, nhưng mà không biết phải tên Thảo không, lâu quá không nhớ. Nhìn cái mặt thì hơi nhớ nhớ, cái chị này là khóc nhiều nhất trong cái đám ma đó. Thì chúng ta cũng biết cái dòng Vũ Liên á, cũng có rất là nhiều người. Chẳng hạn như đây chúng ta thấy là Vũ Liên Sơn, Vũ Liên Nga, rồi là Vũ Liên Sưng, Vũ Liên Sưng, Vũ Liên Đài, còn con Hương hình như là Vũ Liên Hương hay gì đó. Xong cái dòng Vũ Liên thì mới tới cái dòng Trơn Ngọc. Thì như vậy là thời gian qua Minh Tùng có nhắc đến một người là Vũ Liên Định. Thì chắc chắn là Vũ Liên Đài, Vũ Liên Sưng, Vũ Liên Hương, luôn cả cô Vũ Liên Nga và chú Vũ Liên Sơn chắc cũng sẽ biết về cái người có cái pháp danh là Vũ Liên Định. Nhưng ở đây cô chú này chắc già quá rồi, không nhớ nổi đâu. Không biết có còn nhớ hay không, nhưng mà ở đây Minh Tùng hay nhắc tới hai người này. Thì đây là hai người này. Minh Tùng có sống trong trại đánh đức hay không thì hai người này cũng biết rõ. Bởi vì Minh Tùng đến quay phim nhà hai người này mà. Người thân hai người này mất, Minh Tùng
ở quay tới 3 ngày tại hai chỗ, tại nhà của hai người này. Thì thời điểm đó nhà của hai người này là ở đường Hòa Hảo, gần bệnh viện Chợ Rẫy đó. Như vậy là chúng Minh Tùng nói sơ lược về cái clip Trung Thu của ông Lê Tùng Vân và trả lời cái câu hỏi của cái bạn mà đặt câu hỏi cho Minh Tùng là tại sao Minh Tú ngồi đây, Minh Tùng không có ngồi đây được, cũng đã trả lời. Và một cái mới đó là hình ảnh của cô Vũ Linh Sơn, cô Vũ Linh Nga và cô Vũ của chú Vũ Linh Sơn là trong dòng Vũ Liên, Minh Tùng cũng đã cho mọi người mình thấy. Thì nói thêm là chú Vũ Liên Sơn và cô Vũ Liên Nga này là người đã đem cái tượng mà bằng gỗ á, tượng Phật Di Lạc á, bị cháy á, là tượng đó là do hai người này hiến tặng. Thì Minh Tùng đã nói xong mổ xẻ sơ sơ về cái clip Trung Thu của ông, của gia đình ông Lê Tùng Vân. Và tiếp sau đây Minh Tùng có một số lời tâm sự nhẹ nhàng gửi đến các anh chị làm trên kênh YouTube và các anh chị làm trên trang Facebook